Ý anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Thầy Đi TV đây. Thì mấy ông có biết vì sao tôi không đăng clip vào mấy ngày trước không? Là vì tôi bị mất sim mấy ông ạ. Trời đất ơi, mà sim tôi nó lại liên kết với cả là tài khoản YouTube. Xong hôm đấy thật tình cơ, tôi lại đi sửa điện thoại và thấy là tôi ấn nhầm, tôi xóa mẹ dữ liệu ở cái YouTube đấy. Thế là mấy ngày sau vất vả đi vớt lại sim rồi, đi các thứ, đi mọi nơi để lấy lại cái tài khoản. Thế là hôm nay tôi lại ngồi đây và tôi lại bốc phét cho mấy ông nghe đây. Cái trận này là cái trận mà thằng thành viên tôi nó đòi xin tôi đi test thành viên. Và tôi cũng nhường nó khoảng 3 round đầu. 3 round đầu là tôi gieo cho nó hy vọng, xong rồi là mấy round sau là tôi dập tắt hy vọng của nó. Mấy ông thấy hợp lý không? Quá hợp lý gì còn gì nữa. Thông thường là tôi sẽ chơi trò đó là cho nó 7-0 đấy, cho nó kinh. Nhưng mà lần này là tôi thích chơi kiểu đó là gieo hy vọng rồi dập tắt hy vọng. Hôm nay thì mấy ông nghĩ tôi sẽ làm về chủ đề gì? À, tôi quên mẹ mất là tôi đã ghi vào caption rồi. Đó là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mấy ông chỉnh DPI làm sao cho long lanh lung linh, làm sao cho 10 điểm ấy. Trước khi hướng dẫn mấy ông chỉnh máy thì, chỉnh DPI thì tôi sẽ nói chung là nói qua về DPI cho mấy ông. DPI là gì? DPI là mật độ điểm ảnh trên mỗi pixel. Tức là màn hình của ông là tí tỉ hàng cái màn hình nhỏ đấy. À đâu, nếu phải màn hình nhỏ mấy ông ạ, nó là những đốm sáng nhỏ li ti ấy. Khi mà ông thay đổi thông số DPI thì mật độ điểm ảnh nó sẽ nhỏ dần. Và tối đa là nó sẽ là 1040 trên những thiết bị, nói chung là điện thoại. Còn PC thì tôi chịu. Chả tìm hiểu về PC làm gì cả. Tôi chỉ tìm hiểu về Android này, thế thôi. Còn iPhone thì nhiều lắm. Mấy ông có thể lên YouTube và ghi đó là cách chỉnh máy iPhone, iOS. Nó sẽ ra hàng loạt luôn. Đấy là lý do vì sao rất nhiều người chơi iPhone. Mà con số Android hầu như là chiếm đông đảo và hung hãn hơn. Thế cho nên là tôi được sinh ra đấy. Và tôi sẽ làm người truyền giáo cho mấy ông. À đéo phải, người truyền lại kỹ năng cho mấy ông. Mấy ông thấy hợp lý không? Lại chẳng hợp lý, lại chẳng 10 điểm. Tôi cũng nói qua về tôi, đó là khi mà mấy ông chỉnh giống tôi thì mấy ông có thể bán được giống tôi nhá. Tôi đang chơi Android đấy nhá, không phải chơi iPhone đâu. Mấy ông có người quen ở trong quân đoàn tôi thì mấy ông hỏi mấy người đấy xem tôi bắn như thế nào, xem có giống data không. Chắc chắn là người ta sẽ bảo là có. Mẹ bắn nó không dung tâm này, bắn nó siêu mượt này. Nhưng mà kỹ năng vuốt tôi hơi bị ngu mấy ông ạ. Tôi đéo hiểu kiểu gì nhưng mà tôi lười tập bỏ mẹ được ấy. À mà mấy ông nào muốn vào quân đoàn thì có thể liên hệ qua Facebook của tôi. Tôi sẽ để ở dưới phần tiểu sử và dưới phần comment, tức là phần bình luận đấy. Có đáng lắm không nếu như mà mấy ông follow kênh này để tôi sớm được live stream mấy ông. Khi mà tôi live stream thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ hướng dẫn mấy ông chỉnh máy, hướng dẫn mấy ông kỹ năng, tấu hài. Nói chung là 10 điểm. Thôi, vào chủ đề chính được mấy ông. Khi mà mấy ông chỉnh DPI ấy, thì mấy ông chỉ có chỉnh số lẻ thôi, đừng có chỉnh số chẵn. Ví dụ như đây, 497 thì nó sẽ không đẩy lên một con số 499 xem nào. Thì mình nghĩ là nó cũng không đẩy đâu. Từ 501, nếu mà nó đẩy lên một con số ấy, thì nó sẽ cực kỳ mượt luôn. Mình cũng không biết làm sao nhưng mà theo như mình test thì như vậy mấy ông ạ. Mấy ông có thể để từ giải rác đến tận 700 nhá. Từ 400 đến 700. Nếu chỉnh theo kiểu của mình ấy, tuyệt đối không để lên trên quá 800. Bởi vì khi để lên quá 800 thì mấy ông rất dễ bị hỏng luôn. Tôi nói thật, tới đây là mấy ông chỉ để 750 đến 780 đổ xuống thôi nha mấy ông. Thôi, tới đây hết clip rồi. Bye bye.